Cho mốt vào chuột rồi. Các bạn, nếu các bạn nhớ cái này, các bạn hãy cho mốt vào chuột. Ok. Được rồi đấy chồng ạ. Mới được rồi đấy. Ê, ngon chưa? Okay.
Hello anh em nhá, là mình đây. Ngày hôm nay thì hai đứa mình có một chút thời gian rảnh rỗi. Tại vì đêm qua mình live stream rồi nên là cả ngày hôm nay mình nghỉ. Thế là hai vợ chồng đi chợ nấu cơm. Thường thường thì bọn tôi sẽ đi ăn. Tại vì tôi stream trong lúc 7 giờ mà. Thường lúc đấy không có thời gian để nấu cơm. May quá hôm nay được nghỉ, thế là đi chợ nấu cơm, bữa cơm gia đình ăn nó ấm cúng các thứ. Đấy, tất cả quá trình mà tôi vừa nấu xong. Những cái món ăn nó khá là đơn giản thôi. Thịt rang trái cạn này, đậu sốt cà chua. Cà thì mua sẵn ngoài chợ. Có bát canh cánh nhau với cả rau mùng tơi ở ít mốt. Đó. Cơm của hai vợ chồng chỉ có thế thôi. Đấy nhá, mời các bạn ăn cơm nhá. Xin mời các bạn ăn cơm. Nó bị chua quá cái thứ gì cho nhiều chân quá. Xong bây giờ chắc là hai đứa tôi ăn xong rồi, nó căng bụng rồi. Thôi bây giờ tôi kết thúc cái video này ở đây nha. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại anh em vào những vlog tiếp theo. Bye bye.